đã được cất nóc từ 30 đến 35 tầng. Đây gọi là phân khu Sapphire 1 và 2. Sapphire 3 đã lên đến 33 tầng rồi anh chị em nha. Đây gọi là công viên hồ trung tâm. Trung tâm thương mại và vườn Nhật. Thank you so much, Nguyễn Quang Đạo.